Hôm nay Thiện đi cắm câu ếch nè cả nhà. Thiện nhưng mớm đi cắm câu ếch tiếp cả nhà. Thiện đang kiếm bãi cặm. Bãi nào là cả nhà. Đây cả nhà, đây có bãi này. Hơi cao xíu rồi không sao cả nhà. À, cả nhà thấy Thiện chà. Chà cho láng nè cả nhà. Diệt cỏ kìa. Cả nhà thấy bãi à? Đó, mồi đây. Câu. Hiện cắm ốc bu vàng nha cả nhà. Trời ơi, cắm không xuống luôn cả nhà. Đó. Cây nhiễu lên. Hồi xưa Thiện cắm xong rồi Thiện mới nhiễu cả nhà. Bây giờ Thiện cắm Thiện nhiễu luôn. Giờ cũng ba mấy rồi. Đó. Cả nhà thấy cánh đồng lúa đẹp không cả nhà? Cả nhà nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh nè. Theo dõi Thiện. Thiện ra những cái video sau cả nhà. Cho cả nhà xem với Thiện tối nay Thiện thăm á, Thiện quay cho cả nhà xem luôn nha cả nhà. Hôm nay chắc cầm cả chừng 150 thôi cả nhà. Đó. Cả nhà nhớ theo dõi Thiện tối nay cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Thiện đi thăm câu cả nhà. Thiện mới thấy dính hết nè cả nhà. Chà bá lửa cả nhà. À, cả nhà thấy không? Đó cả nhà thấy không? Ít đồng rồi cả nhà. Đó cả nhà thấy hết rồi. Đó. Chà bá lửa cả nhà. Đó. Đá không cả nhà? Bự lắm á cả nhà, vàng khè. Nè có ít đồng mà nó bong bong vậy nè cả nhà. Đó, còn ít nuôi là nó khác. Đó. Thiện gỡ nha cả nhà. Chừng nào dính nữa Thiện quay cho cả nhà xem nha. Dính nữa cả nhà. Đằng trước Thiện nghe dính nữa nè. Nè, đây dính nữa nè. Cả nhà thấy không? Nè. Đó, cả nhà thấy ngớ đâu, lòi vào tử luôn. Ủa bự không nha. Để Thiện đi gần trước cái đứng đây em ớt. Thiện nghe dính đâu đang con nữa cả nhà. Thì không biết cần này hay cần đằng kia nữa. Nè, cần này dính nữa nè cả nhà. Hai cần liên tiếp luôn cả nhà. Cả nhà thấy không? Nó Thiện không phải nói dốc rồi cả nhà. Để Thiện nhổ là đằng kia luôn cho cả nhà xem. Trời ơi gãy cao nữa rồi. Đó là dính hai cây liên tiếp luôn cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó. Nè. Thiện đâu nói dốc cả nhà đâu không? Trời màu không vậy. Hấu rồi. Đó cả nhà. Đó, Thiện gỡ cho cả nhà. Hai con không cỡ nhau cả nhà. Đó. Dính tiếp cả nhà. Cả nhà thấy ngớ đâu. Cái Thiện để không mồi để nó lật cái. Đó cả nhà. Cả nhà thấy ngớ đâu. Quá đẹp cả nhà. Nó quậy cái bãi này cả nhà. Con này chắc dính từ hồi chiều quá. Ừ, cả nhà. Ruộng lúa mà nước nó không có nhiều cả nhà. À, con này mới dính cả nhà. Con này mới vừa dính nè. Nó mới vừa móc qua cái lử xíu. À, Thiện gỡ nha cả nhà. Nữa cả nhà. Mới lại dính nè. Đó cả nhà thấy ngớ rồi. Hết bự không cả nhà. Đây đâu vậy? Nè cả nhà. Nó quậy cái bãi cả nhà thấy không? À. Quá trời ếch bự bự không cả nhà. Lúa này chắc cỡ tháng nữa chỗ cả nhà. Gần Tết cắt. Đó cả nhà. Thiện gỡ nha cả nhà. Dính tiếp cả nhà. À, xém ruột luôn cả nhà. Ếch đồng. Đó, nó quậy cái bãi. Đó Thiện gỡ nha. Đó. Thiện gỡ cái cả nhà. Đó cái đồng lúa nha cả nhà. À, cái đồng lúa Thiện cầm bờ ganh nước chứ không có nhiều. À, đi Thiện gỡ nha. Dính tiếp cả nhà. Thiện đạp ếch lại nè cả nhà. Ếch này vàng khè cả nhà, bự mỡ vàng đó cả nhà, thấy cái bãi Thiện không? Đó bự mỡ vàng khè cả nhà. Đó cả nhà, quá đã không? Nhìn ghiền đúng không?
À, để Thiện gỡ tiếp nha cả nhà. Thiện thấy dính nó nhảy bịch bịch đây cả nhà. Đây là nó dính. Nó cây đằng kia. Đây cả nhà. Đó. Nó cả nhà thấy nó không? Ở đây. Đó cả nhà. Nó đồng nha cả nhà. À, nó dính tét mỏ nó nhảy tét mỏ quá trời. Ôi ơi. Đó cả nhà. Đó, Thiện gỡ nha cả nhà. Thấy vậy cái bãi nhẹp rồi cả nhà. Nãy sảy cũng cả chục cây hết mớm. Dính tiếp cả nhà. Liên tục luôn. Đó cả nhà. Nó nằm rồi. Đó cả nhà, ít vàng khè cả nhà. Đó cả nhà thấy hết rồi. Nó vàng như nghệ luôn. Đúng không? Trời ơi, nó vàng khè à. Đó cả nhà thấy. Thiện gỡ nha cả nhà. Mê không á? Biết gỡ không? Chín tiếp cả nhà. Thiện chụp lại cả nhà. Muốn sảy nha cả nhà. Đó cả nhà. Đó, Thiện nè, thăm dân đệ Thiện nè. Nó đứng xa cả nhà. Nó sợ gì cả nhà. Đó, hết trọng trọng rồi, một cỡ rồi cả nhà. Đó, Thiện gỡ nha cả nhà. Thiện thấy nghe nhảy bực bực nè cả nhà. Nè, cả nhà thấy. Cả nhà, ớt với vàng khè cả nhà. Nè, nó quậy cái bãi cả nhà. Cả nhà không thấy cái bãi luôn. Cỏ Thiện bứt lên hồi chiều á. Thiện cầm á. Đó cả nhà. Quá đã cả nhà. Xuống lắm. Dính mê luôn cả nhà, nó vàng. Ớt này ớt đực. Đó cả nhà. Thiện gỡ cái cả nhà. Nó bự rồi cả nhà. Cả nhà thấy nhảy không? Đó cả nhà. Đó, đó, đó. Đã không cả nhà? Cả nhà nào mốt thích giao lưu với Thiện, Thiện đi cắm câu ếch nè. Có gì inbox cho Thiện nha. Thiện dắt cho cả nhà đi cắm luôn. Đó, cho cả nhà trải nghiệm thực tế. Đó cả nhà nhìn ếch này. Thiện dính đàng hoàng nha cả nhà, ruộng lúa nè. Chứ Thiện không có móc đâu, Thiện đi nãy giờ cả 2 cây số đó cả nhà. Đó cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó Thiện gỡ nha. Dính tiếp cả nhà. Bự nè cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Đó. Đó cả nhà. Đó đó cả nhà thấy không? Còn bự không cả nhà? 3 con tay trở lên không cả nhà? Ếch này cả nhà là ếch nhì nha. Có khi vớt ít nhất cũng được nữa cả nhà. Tại nó cũng bự hơn 3 con tay, hơn 3 con tay là ít nhất. Còn 3 con tay cho xuống ếch nhì cả nhà. Còn ếch nhỏ như mấy con nhái ta kêu nhái lột cả nhà. Mấy ếch nhỏ nhỏ cả nhà. Có 2 con tay gửi ta kêu mấy nhái lột. Nó Thiện gỡ cả nhà. Nhìn trước cả nhà. Trời, cái gì nổ vậy? Ai biết đâu. Đó cả nhà. Ôi màu không à. Dính xong cái cả nhà nhớ chạ bãi lại cho nó láng láng ướt nha cả nhà. Cả nhà gỡ cái nhiễu màu vô cả nhà. Cả nhà để vậy chứ nhiễu nhà nhiễu nó cũng ớt nó khó thấy lắm cả nhà. Đó Thiện gỡ nha. Dính ngoài sảy nè cả nhà. Đó cả nhà thấy vậy là sảy nè. Tại vì không có con ớt. Trời ơi uổng ghê cả nhà. Cả nhà. Đó cả nhà. Mới vừa sảy đường này dính cả nhà. Bự bự không cả nhà. Trời ơi miếng ếch bong bong mà nó kêu dữ lắm. Đó cả nhà. Để Thiện gỡ nha. Xuống ngay mớp. Sang ếch này đang xù lùi à. Đó, bông mà đang xù lùi. Quậy lên. Dính cả nhà. Dính nó ở đây nè. Cả nhà thấy không? Nó ngồi. Ồ, con này 2 con tay, thuộc về nhái lột à. Đó. Thiện gỡ cả nhà. Ồ. Dính cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó cả nhà. Đã không cả nhà? Vàng 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 vàng, cỡ một rồi. Đó. Quá sướng.
Đó, Thiện dính miếng nước đây. Thiện giò Thiện đứt đó cả nhà, để Thiện mang dép. Cái ốc nhiều quá, nguy hiểm đó cả nhà. Đó. Thiện gỡ nha cả nhà. Đó, nhiễu lại. Thiện gỡ xong Thiện nhiễu. Đi trước thử vài cần qua cho cả nhà xem. Nó không dính nữa cả nhà, chứ không phải dính xiền cần đâu. Ha, cả nhà thấy không dính không? Nó tha tùm lum chứ á. Nó chà bãi lại cả nhà. Đó, nhiễu lên em. Thiện đi thử vài cần cho cả nhà xem. Cho cả nhà tin. Đó, không dính nữa cả nhà. Đó, chứ không phải là cần nào cũng phải dính liền cần cho cả nhà. Nhiễu nè em. Quậy đều đều lên nghe em ốp. Nó dính là cả nhà nghe nó nhảy sạc 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 liền cả nhà. Hình như không dính nữa cả nhà thấy. Sảy cả nhà. Quá trời quán cỏ cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Cả nhà. Nhảy, nhảy, quá trời nhảy. Đó, Thiện chụp lại. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Trời ơi, nó lẹ quá cả nhà. Đó. Trời ơi. Đó. Thôi, banh chảnh nha cả nhà. Đó, cái đồng lúa rồi cả nhà. Xin gỡ rồi cả nhà. Dính nữa cả nhà, xiên cưng luôn cả nhà. Hết quá trời bự, bự mũi vàng cả nhà. Ôi, hóa con này là bự nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Thấy chưa? Xiên cưng luôn cả nhà. Quậy cái bãi này dính lâu cả nhà, dính từ chiều. Đó cả nhà thấy không? Bự phun mớm. Đâu em thọt tay em vô em đo thử rồi bốn ngón cho cả nhà xem này. Không, cả nhà. Bốn ngón mớm cả nhà. Ba ngón gửi rồi. Còn bốn ngón cả nhà, bự lắm nha cả nhà. Đó, để Thiện gỡ cái cả nhà. Dính liên cần hai cần liên tiếp không? Đã lắm cả nhà. Nó không dính, thôi nó dính có khi dính liền cần, có khi nó không dính nguyên một đoạn nha cả nhà. Để Thiện gỡ cả nhà. Nó trong tụng nữa kìa. Cả 2 ký vậy đó. Thấy nữa cả nhà. Nè, thấy nước đục ngầu rồi cả nhà thấy vậy không? Không có màu dính vô lử luôn cả nhà, cục mồi á. Đó, vậy xảy nha cả nhà. Nhà. Đây cả nhà. Dính lò bao tử luôn. Đây cả nhà. Đó cả nhà. Thiện gỡ rồi cả nhà. Văng ốc ngoài luôn. Đó. Ốc màu vàng Thiện lễ mài hết ra nha cả nhà, không có để mài. Đó. Cần luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy nằm đẹp không? Đó, thấy không? Xiên cưng luôn. Ấy, ấy. Đó, cả nhà. Đó, Thiện gỡ ra cả nhà. À, dính cả nhà. Ba cần liên tiếp luôn cả nhà. À, Thiện chụp nè. Cả nhà thấy không? Ba cần liên tiếp luôn. Quá sướng. Thấy cả nhà. Ba không cần liên tiếp. Ừ, bành bành không cả nhà. À, lúa nó chưa chỗ cả nhà. Lúa này chắc chừng 10 ngày nữa mới chỗ mới vô sữa cả nhà. À, Thiện gỡ cả nhà. Ba bốn cần liên tiếp, có khi dính 5 cần liên tiếp luôn. Một đêm mà Thiện cầm 200 cần có trên 10 ký cả nhà. Nhưng mà Thiện không có để sáng nha. Thiện thăm giác vậy nè. Cái Thiện vô ngồi chừng nửa tiếng hồ. Cái Thiện đi nhổ luôn, cái về luôn cả nhà. Cũng 11 mấy về tới nhà. Có khi bữa nào về sớm, cầm gần thì về sớm, cầm xa thì về trễ cả nhà. Đó, Thiện gỡ cả nhà. Dính nữa cả nhà. Hết vàng khè luôn. Cái cần này dính 2 con ếch vàng luôn cả nhà. Nãy cũng mới dính con ếch vàng khè à. Con này dở vàng nữa. Nè cả nhà. Đó. Nhà Thiện đi ngược vô nha cả nhà. Đó, thành quả quá im. Liên tiếp luôn cả nhà. Ăn con nè. Cả nhà thấy không? Buồn không quá trời cả nhà. Đó. Thiện gỡ nha cả nhà. 2 con liên tiếp luôn. Thiện chỉ tạm dừng thôi. Đó.
Cả nhà nhớ đăng ký kênh theo dõi những video sau Thiện cắm câu. Thiện sẽ chia sẻ những bài thú cho cả nhà xem nha. Thiện thấy nhảy bịch bịch rồi, đây nè. Đó, cả nhà thấy vàng khe cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Thiện nhìn lúa động 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 rồi nó nhảy bịch 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 là Thiện nghe cả nhà. Có nước thì nó nhảy chậm chậm. Đó, ớt quá trời vàng luôn. Vàng khe à. Đó cả nhà. Nó dính cái giò vậy là hết sảy. Cả nhà nhớ làm cái con dây một cắt mấy thôi cả nhà. Đừng có dài quá, dài quá nó sảy cả nhà. Còn cục cục thì cục quá thì nó vẫn dính cái giò, nhưng mà nó dính kiểu như sao cả nhà. Thiện nó cũng xử rồi, giờ Thiện nhắm mà Thiện gặm rồi này. À, khoảng dây một cắt 8, một cắt 7 rồi. Đó. Thiện gỡ cả nhà. Dính cả nhà. Đây cả nhà. Đó cả nhà thấy hết không? Đó cả nhà. Trời ơi con hết này nó đẹp dữ vậy. Nó bong bong cái kiểu ngộ luôn cả nhà. Đúng không á? Nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy màu đẹp không? Đó. Rồi để xin gỡ cả nhà. Cả nhà thấy không? Đó, mớm nhổ cầm con ếch rồi nhổ cầm ếch với nhổ càng câu lên luôn. Cũng miệng tay. Ừ, không. Đó. Gỡ ra, tập gỡ ra em. Là cầm cái lử. Đó, để Thiện tập trung mớm gỡ luôn cả nhà. Cầm cỏ nghe chứ không phải cầm lúa nghe cả nhà. Đó, em nắm cái lử em gỡ như bên kia. Gỡ ngược đầu rồi. Gỡ như cá vậy đó. Đó cả nhà. Cũng được. Rồi em gỡ ấy ra bỏ vô. Đó cả nhà. Em đi tiếp rồi cả nhà. Đó, này. Dính như này cả nhà. Đó cả nhà. Cũng nặng rồi đó cả nhà. Rồi dính rồi Thiện quay tiếp. Cần đây mới xảy con cả nhà. Đây dính nè. Cả nhà ha. Mới xảy con ếch bành kỳ cỡ gì nữa cả nhà. Rồi câu quá trời một rồi cả nhà. Nhổ càng câu lên luôn mất. Cả nhà. Bà không cần liên kiếp luôn cả nhà. Nó bự bự không đúng không? Ừ. Này cả nhà. Vàng khè cả nhà. Thì nhổ lên quay cho cả nhà xem. Gãy nữa không trời. Nhổ vô phụ anh cái ơi. Thôi lên rồi. Này cả nhà. Vàng khè. Đó cả nhà thấy vậy chứ vàng lắm cả nhà. Ừ. Dính ba cũng cần liên kiếp luôn. Đó. Ờ, Thiện gỡ cả nhà. Quá đã không á. À cầm lử gỡ nè. Tập ra gỡ luôn. Đó nha. Đó cả nhà. Đó Thiện gỡ cả nhà. Bốn con trai mớm á. Đó. Thiện gỡ cả nhà. Quậy cái bãi quá trời cái bãi. Dính ếch có cả nhà. Thiện thấy nó nhảy này. Đây nè. Cả nhà thấy trời vô ếch nó khủng. Trời ơi 4-5 ngón tay cả nhà. Mà nó bông nữa cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Nó bông. Nè. Đó cả nhà thấy không? Quá chẳng ếch nè. Nè nó vàng khè cả nhà. Đó cả nhà. Khủng cả nhà. Đó. Quá trận ếch luôn. Ừ. Thiện gỡ rồi cả nhà. Quá trời ơi. Dính 4 con này là 1 ký. Ít có vậy cả nhà. 4 con cài, hơn 4 con cài. Ức nó mới đã nữa. Ức vàng, cái nách nó vàng cả nhà. Cái khủng ếch rồi cả nhà. Đó, đúng khủng ếch luôn. Thiện gỡ cả nhà. Cả nhà. Thiện mới vừa bước tới luôn. Đây cả nhà. Hai cần liên tiếp. Đó, giờ Thiện nhổ luôn cả nhà. Đó. Quá xuống. Vàng không à. Bây giờ dính hết vàng khè à. Đó, Thiện gỡ cả nhà. Đã thiệt. Nhà. Thiện thấy nó nhảy dữ lắm. Đây cả nhà. Cũng được cả nhà. Giờ ít vàng không à. Dạ. Này. Đó.
quá trời ngách đã em mắm. Thiện gỡ tiếp cả nhà, tiếp cả nhà. Đây, đây, để thiện chụp ớt lại. Đó cả nhà. Ây da. Đây cả nhà. Cánh đồng lúa Minh Thiên luôn cả nhà. Đó. Vàng vàng không mắm. Con này nó bông. Ở tiếp cả nhà. Tiếp cả nhà. Cái nhà thấy không? Ừ, dàn khe hả? Đó, cả nhà. Bù bự không cả nhà? Cái này là 60 có 80 ngàn ký. Đó, quá đã. Cầm chỉ có 150 chục cần không mớ. Đó, cả nhà. Cũng được 4-5 ký bình thường. Dính hết nữa cả nhà. Ít nuôi gì vậy cả nhà? Cái này nó ra ruộng lâu rồi, nó thành ít lai cả nhà. Đó, đó cả nhà nghe la không? Chụp phá lửa không cả nhà? Đó, để Thiện gỡ cả nhà. Cả nhà 4-5 ký ếch là bình thường cả nhà. Nó đang ngoài ruộng luôn nha. Đó, câu của Thiện đó. Nó đang ngoài ruộng cả nhà. 4-5 ký là bình thường. Có chết có sống luôn cả nhà. Để gỡ nhiều con dính mép chết. Đó cả nhà, bự có nhỏ có. Mùa bự nay bự nhiều. Ừ, 4,5 ếch có nha cả nhà. Bây giờ Thiện đổ ra, Thiện quay tiếp cho cả nhà xem. Đó, giờ đang trên đường về, vô xe nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Đó cả nhà. Bà ký 6. Chắc còn 3,5 ký. Ếch cũng bự không cả nhà. Cầm miệng nha cho anh cái. Bự không cả nhà. Nãy Thiện thả ếch nhỏ gần ếch đồng cho bá nữa. Tạm biệt cả nhà. Có 4 ký ếch đó cả nhà.